Trung tuần vừa tảng sáng, các bà đã đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc gì, thì đã có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: Tại sao các bà lại tìm người sống ở nơi kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại rồi. Các bà hãy nhớ lại, người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Galilea. Người đã nói, con người phải bị nộp vào tay những người tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói. Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả mọi việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Magdalena, Joanna, Maria mẹ của Giacobbe và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó các ông cho là chuyện vớ vẩn nên các ông không tin. Do vậy, ông Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó, và ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Xin mời ngồi. Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà và anh chị em, phục sinh là một mầu nhiệm. Đã nói là mầu nhiệm thì không thể hiểu được, không thể chứng minh được. Kiếp con người nhìn đâu cũng thấy cái chết, cho nên việc mà người chết sống lại là điều nhân loại không thể tưởng tượng được, cho nên không thể chấp nhận được, và vì đó không hiểu nổi. Cũng có những con người chết lâm sàng, có nghĩa là bác sĩ chứng nhận chết nhưng thật sự chưa chết. Ví dụ câu chuyện lúc tôi học ở Đà Lạt, đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, giám mục Đà Lạt, ngài chết, và anh em liên tu sĩ được lệnh đến để giúp tòa giám mục khâm liệm, dọn dẹp, chuẩn bị cho lễ tang. Xác chết của ngài nằm đó, anh em, chị em, mấy sơ, mấy thầy đi qua đi lại, nói đủ thứ chuyện, nói về đức cha lúc còn sống, nào là đức cha khó tính, nào là đức cha hay rầy mắng, nào là đức cha cổ hủ quá. Mấy tiếng hồ sau ông sống lại. Cái đó mới khổ. Ai nhìn thấy ông cũng sợ. Một câu ông chỉ nói: cha nằm đó cho nghe hết rồi. Đến ngày 5 tháng 9 năm 1973 thì ngài chết thật, tức là sau một khoảng thời gian không lâu. Lúc đó thì ngài chết thật. Trong cái lúc, từ lúc ngài chết lâm sàng cho đến lúc ngài chết thật, lúc tỉnh lại như vậy, ngài thay đổi hoàn toàn. Lúc nào cũng ngồi yên một chỗ, không phải vì bệnh tình, nhưng muốn suy nghĩ một mình. Rồi lúc nào cũng mỉm cười và không bao giờ trách mắng ai nữa hết. Khoa học đang nghiên cứu xem trong thời gian đó con người đi đâu, thấy cái gì, mà tại sao có một vài người hưởng được kinh nghiệm gọi là sống lại đó thì họ thay đổi hoàn toàn. Ai cũng nhìn thấy cái chết, rồi thì ai cũng phải chết. Tôi nhớ ngày 14 tháng Giêng năm 1975, còn có mấy ngày nữa, mấy tháng nữa thì gọi là hòa bình theo nghĩa kép. Tôi chở ba tôi và má tôi xuống quân y viện Long Xuyên, đi vào nhà xác để lãnh xác đứa em tử trận. Tôi mượn được chiếc xe nhà dòng xuống đó. Đúng sáng ngày 14 tháng Giêng, 10 giờ sáng, chúng tôi vô quân y viện
cho xem giấy tờ của Bộ Quốc phòng gửi báo tin là gia đình đi lãnh xác. Ba người vào trong cái phòng để xác, mỗi người có một tâm trạng. Má tôi cứ khóc thôi chứ không nói được lời nào. Ba tôi thì đứng im lặng, cứ bóp cái nón của ông ấy trong tay. Tôi tò mò xem em tôi chết vì sao, viên đạn bắn chỗ nào. Tôi kéo cái họng ra, có hai người lính giúp tôi để nhận diện, đúng là em tôi. Nhưng khi tôi bóp cái chân của nó thì cái chân của nó bằng rơm. Đúng như người ta báo cáo, nó đã dẫm lên mìn và hai cái chân biến mất. Người ta phải lấy rơm đắp lại rồi bó lên cho giống cái chân. Mẹ tôi vì tình cảm cho nên chỉ khóc và không biết gì hết. Bố tôi sống theo lý trí, mới ra trường sĩ quan đồng đế chưa đầy 3 tháng đã chết. Ông không nói gì, chỉ tức tối trong lòng. Tôi cứ nghĩ tới mà tội nghiệp cho một thân phận con người. Cho nên tôi nghĩ câu chuyện hôm nay đi ra mồ, ông Luca kể là những phụ nữ, trong đó đưa ra 3 tên: Maria, còn gọi là người ở Madala, mình đọc là Madalena, là cái thị trấn ăn chơi nổi tiếng, có lính dưỡng chinh La Mã đến đó để tung tiền trên xác những cô gái. Cô xuất thân ở Madala. Rồi một bà Joanna, mà ông Marco thì nói rõ hơn, đó là bà Salome. Rồi Maria nữa, mẹ của ông Jacobe, Saint James, tức là cũng có Thánh Gioan trong đó. Ba người phụ nữ đi ra mộ đem theo thuốc thơm. Còn ông Luca thì ông ấy nói, theo Thánh Luca thì dù không tin nhưng mấy bà cũng đi ra mộ để làm một cái nghi thức tưởng niệm cho kỹ lưỡng hơn, rồi thấy tảng đá lăn ra, dù không tin nhưng chạy về báo tin. Và vì lòng các bà không tin cho nên không thuyết phục được mấy ông tông đồ. Trong sách vừa cũng nghe 11 ông không tin. Dù sao ông Phêrô cũng chạy ra. Luca chỉ nói có mình Phêrô. Ông chạy ra, ông cúi nhìn vào rồi trở về băn khoăn. Tin hay không, không thể nói. Nhưng theo Thánh Gioan, ông thấy Gioan kể lại cũng gần giống như vậy. Và ông Gioan nói, ông Gioan chạy nhanh hơn mà không vào trong mộ, nhìn vào. Rồi ông Phêrô đến, chạy vào, nhìn thấy, lúc đó ông Gioan mới vào. Ông Gioan vào, thấy khăn đã xếp ngay ngắn, những gì cần cuộn lại thì đã cuộn. Cho nên ông đã thấy và đã tin, còn cũng không nói tới Phêrô có tin hay không. Tôi thấy có 3 con người cũng đến cái nhà mộ đó: Maria ở Magdala, ông Gioan tả từ sáng sớm lúc trời còn tối, phụ nữ vốn sợ ma, vậy mà sao đi từ sáng sớm lúc trời còn tối? Thứ nhất có lẽ để tránh mấy người lính, vì họ không muốn cho ai đến cái mùa đó. Thứ hai, bà quá yêu mến cho nên bà không còn sợ cái xác đó nữa. Thánh Gioan không nói bà mang theo cái gì, có nghĩa là bà không đi đến để ướp xác, mà bà chỉ cần đi ra bên cái mồ, ngồi đó trong im lặng để cho nước mắt rơi. Bà đau xót và đến mồ mà khóc, đó là đủ rồi. Bà có quá nhiều kỷ niệm với thầy mình, đến nỗi đến đó để hồi tưởng lại những lần thầy đã cho mình sống lại trong cuộc đời mới. Cho nên bà hoàn toàn không nhìn ra sự sống lại của thầy. Tảng đá lăn ra sang bên thì bà nghĩ gì? Người ta trộm xác của thầy rồi. Bà chạy về và nói người ta lấy trộm xác của thầy. Ông Gioan thì sao? Ông là người trẻ nhất trong nhóm, được Chúa Giêsu yêu thương. Ông chạy nhanh hơn, nhưng có lẽ nể người lớn tuổi cho nên để Phêrô vào trước.
Nhưng ông vào, ông nhìn thấy tất cả những gì kỷ niệm với thầy sống lại, ông nhớ lại tất cả, cho nên ông thấy và tin. Còn ông Phêrô thì chỉ bâng khuâng không nói gì. Cả ba đều nhìn thấy một ngôi mộ trống, nhưng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Đối với Maria Magdala, mộ trống có nghĩa là mất xác. Đối với Gioan, mộ trống với khăn liệm đã cuốn đã xếp có nghĩa là ngài đã nói đúng, ngài sống lại rồi. Đối với Phêrô, ngay lúc các bà kể, ông đã không tin. Ông chạy ra xem, ông càng bâng khuâng thắc mắc hơn. Nhất là ông sợ một điều, nếu thầy sống lại thật thì khốn nạn thật. Bây giờ ngài thầy sống lại thì những chuyện cũ thầy sẽ hỏi mình. Thà thầy chết đi cho rồi, bởi vì thầy biết tất cả. Cho nên những hồi tưởng đó nó sống lại trong lòng ông, làm ông ngại chăng? Thưa quý ông bà, tất cả hồi tưởng đều là ở quá khứ. Tương lai của chúng ta chưa đến, chúng ta chỉ có từng giây phút hiện tại mà thôi. Quá khứ xây đắp nên cái hiện tại, rồi từ cái hiện tại mình bước từng giây phút vào tương lai. Cho nên ba người đến ngôi mộ trống với cái quá khứ và những kỷ niệm khác nhau, đã nhìn sự kiện khác nhau. Tội nghiệp cho Phêrô có cái mặc cảm nặng nề về cái quá khứ không đẹp của mình, cho nên ông ngại, không biết Chúa có tha cho mình không. Hổng chừng mất lòng Chúa. Cho nên tôi nghĩ đêm nay không phải chúng ta mừng lễ phục sinh. Giáo hội rất sợ cái chữ mừng lễ phục sinh, như một người bàn quan đứng mừng một ngày quốc khánh. Rồi thôi, một người bàn quan nghĩa là đứng bên ngoài. Nhưng chúng ta sống mầu nhiệm phục sinh. Đêm nay Chúa sống lại thì mọi người Kitô hữu khi đã chết với ngài qua bí tích thanh tẩy sẽ được cùng sống với ngài. Nhưng cái quá khứ chúng ta ra sao? Để chúng ta bước vào ngôi mộ trống xác thầy. Nếu chúng ta sống đạo chỉ theo tình cảm như Maria Magdala, e có ngày chúng ta có thể mất Chúa. Có thể mất Chúa vì thứ khác hấp dẫn hơn. Có thể mất Chúa vì thấy lòng không còn sốt sắng như xưa. Nếu chúng ta bị mặc cảm quá khứ đầy tội lỗi của mình mà ai cũng có dằn vặt, thì chúng ta giống Phêrô, e ngại không dám trở về với Chúa, không tin rằng Chúa sẽ nhân từ tha cho chúng ta. Chỉ có một cách đẹp nhất là cách Thánh Gioan đã chọn, cách sống thân thiết với thầy, ở bên cạnh thầy luôn mãi, để lắng tai nghe, để nhìn những sự kiện, những dấu hiệu của thời đại mà liên kết, để tìm ra lòng tin và yêu. Đêm nay chúng ta sống mầu nhiệm phục sinh với Chúa Giêsu. Còn việc sống lại của mỗi người như bài đọc, có một tâm hồn mới, trái tim mới, một cái nhìn mới hay không, tùy chúng ta đang xây đắp. Đừng tưởng rằng lòng tin yêu sẽ đến ngay lập tức một cách bất ngờ. Tôi không tin vậy. Tôi tin rằng có một quá khứ tìm tòi, xây đắp, giữ gìn, bảo vệ, té ngã rồi trở lại, thì từ đó những bước chân sống lại với Chúa Giêsu mới thực hiện được. My dear friends, as we celebrate Easter, let's just take a look at the first man to walk or to run into the empty tomb, Saint Peter. Yes, Peter must have come to the tomb with many different feelings swirling in his heart, ranging from unspeakable hope that Jesus was alive
to oppressive guilt at having denied the Master. And seeing those linens neatly folded, Peter must have recalled his own action that brought Jesus to such a horrible death. First, I bragged about my loyalty to him, Peter thought, and then I betrayed him, I denied him. Now, if he really has been raised up, I have to face him again. And Jesus knows that I am a coward and, worst of all, a traitor. Will he take me back? Will he accept me again? Why Peter's view was so negative? Jesus had a different approach, an approach of love. He looked inside Peter's heart and saw the love as well as the witness. Jesus knows that everybody has love at the same time witness. And try to imagine the first conversation between Saint Peter and Jesus, the risen Lord, sometime later. Why do you put up with me, Lord? I failed you. I denied you. Peter, that's all in the past, Jesus said. I already forget. I know your heart, Peter, and I know your love. When the Spirit comes, you will be strengthened beyond what you can imagine. So, be at peace. I want you to feed my sheep. Like Saint Peter, we all have made boastful statements about our lives, ourselves, our faith. And we all have been embarrassed when reality confronted these claims. Surely, we all have more than a little bit of Saint Peter in us. So what should we do when we go to see Jesus on this Easter vigil? First, let us give up all of our negative views of ourselves. After all, if God is with us, who can be against us? Be confident. Second, let us listen to Jesus as he tells us that he knows how much we love him. Though sometimes we can turn away from him. Let us allow these close and loving words from Jesus to move us out into the world, especially into our family. May God bless you in this happy Easter.